Xin kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì Tuấn Anh muốn hỏi Thư Kiều có biết trái tiêu rừng không? Thật sự thì trước giờ chỉ mới nghe trái cây rừng thôi, còn tiêu rừng thì chưa có nghe đó anh Tuấn Anh. Loại trái này tôi nghĩ là bà con vùng núi cao sẽ biết, còn nông dân đồng bằng sẽ thấy hơi lạ và cũng chưa ăn được tiêu rừng. Bản tin hôm nay sẽ thông tin về tiêu rừng giúp người dân kiếm vài trăm ngàn đồng một ngày. Lúc này thì các tỉnh miền Tây nông dân có còn bắt cá mùa nước nổi được không Tuấn Anh? Dân hiện nay thì những mẻ cá đồng tươi ngon vẫn được nông dân đánh bắt và mang ra chợ bán vô cùng nhộn nhịp. Còn với tỉnh Lâm Đồng, công việc sản xuất của nông dân vẫn cần mẫn, diện tích rau qua cây dược liệu được đầu tư công nghệ hiện đại. Mời bà con điểm qua một vài thông tin đáng chú ý ngày hôm nay. Giăng lưới bắt cá linh cuối con nước nổi dùng đầu nguồn sông Cửu Long, người dân bội thu hàng chục ký cá mỗi ngày. Lâm Đồng, cà chua thân gỗ bỗng rớt giá thảm, bán rất chậm, nguyên nhân vì sao như vậy? Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng đã xuất khẩu hoa vượt kế hoạch năm 2018. Cuối cùng, gạo Việt chính thức có tên tuổi với thế giới. Giữa tháng 12 tới, nước ta công bố logo thương hiệu gạo Việt tại Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 3, tỉnh Long An. Sau đây là nội dung chính mà bà con và quý khán giả theo dõi. Nước nổi về miền Tây là có biết bao cá linh theo nước về. Con nước tháng 10 âm lịch này là thời điểm cá linh đã lớn. Cá linh đã lớn sẽ không còn béo ngậy như đầu mùa nước, nhưng mà đặc sản này thì chưa bao giờ là thoát nóng và ế hàng cả. Nếu như bà con nào sống lâu ở miền Tây thì sẽ biết đến cái đặc sản này. Hiện nay thì nước đang rút nhanh và cá cũng ra sông rất là nhiều. Trên các nhánh sông vùng đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mỗi một phương tiện đánh bắt được hàng chục ký cá linh một ngày. Một vài hình ảnh đánh bắt cá linh trên sông được cộng tác viên chúng tôi ghi nhận và gửi về. Trên nhánh sông Tiền, đoạn giáp ranh huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, những ngày này, xuồng ghe giăng lưới bắt cá hoạt động tất bật. Mỗi phương tiện vài chục tay lưới thả trên đoạn sông dài hơn một cây số, liên tục cuốn về và thu hàng chục ký cá. Ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gắn bó với nghề nên hiểu rõ, cứ đến mùng 9, mùng 10 là cá nhiều. Mỗi đợt thả lưới chừng 15 phút là có thể kéo lên gỡ cá. Mỗi ngày kiếm được từ 700 đến 800 ngàn đồng. Cá linh bên cạnh được làm sạch bán tươi thì cũng được nhiều cơ sở làm mắm thu mua để làm mắm sống và ủ mắm. Thương hiệu mắm cá linh và nước mắm cá linh Hồng Ngự cũng đang được thị trường các nơi rất ưa chuộng. Bên cạnh nguồn thu nhập từ đánh bắt, chế biến các sản phẩm đặc trưng từ cá linh, thì những lao động nhàn rỗi nơi đây cũng có nguồn thu nhập trên 100 ngàn đồng mỗi ngày nhờ vào việc làm cá. Do đặc tính vùng miền nên tôi chắc là bà con Lâm Đồng không có kiểu bắt cá sông, cá ruộng theo kiểu như miền Tây. Nhưng từ những ao hồ có sẵn của thiên nhiên mà nông dân đã thả nuôi các loài thủy sản kiếm thêm thu nhập cũng để đa dạng cây con của địa phương. Ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết cùng với việc chú trọng nâng cao năng suất cây lúa, chuyển đổi những diện tích điều già cỗi thì những năm gần đây, nông dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng còn khai thác tận dụng những diện tích ao hồ có sẵn để nuôi thủy sản. Hiện nay, huyện có hơn 295 hectare mặt nước nuôi thủy sản. Các địa phương tập trung nhiều diện tích mặt nước nuôi thủy sản bao gồm các xã Gia Viễn, Tiên Hoàng và thị trấn Cát Tiên. Người dân nơi đây chủ yếu là nuôi các loại cá như là diêu hồng, cá trắm, cá trôi, cá chép. Theo một số hộ nuôi cho biết, thủy sản nuôi trong ao hồ có năng suất bình quân trên 35 tạ một hectare. Đặc biệt là ở hồ Đắc Lô, thủy sản nuôi trong lồng năng suất đạt trên 62 tạ một hectare. Thông tin sau đây cũng đã gây bất ngờ cho nhiều nhà vườn, thậm chí những khách hàng từng săn đón loại trái cây này. Từ giữa năm 2018 đến nay, thị trường cà chua thân gỗ ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh, thậm chí có những thời điểm cà chua thân gỗ không tiêu thụ được. Chắc là bà con nhiều quý khán giả sẽ không khỏi thắc mắc tìm hiểu nguyên nhân vì sao một giống cà chua ngoại siêu trái một thời bây giờ bỗng nhiên rớt giá đúng không ạ? Theo người bán là các nhà vườn trồng thành công giống này ở Lâm Đồng thì đầu ra đang rất khó khăn. Thông tin cụ thể như sau. Một vài hộ dân ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là những hộ đầu tiên đã mạnh dạn đầu tư vốn hàng trăm triệu đồng để chuyển đất trồng rau thương phẩm sang trồng cà chua thân gỗ. Nhờ nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua thân gỗ, vườn cà chua thân gỗ nơi đây phát triển tốt, năng suất đạt trên 20 ký trái mỗi cây. Năm 2017, giá cà chua thương phẩm có lúc lên đến 150.000 đồng một ký, nông dân lời khá cao. Trong 3 năm qua, đã có hàng chục đoàn khách trong và ngoài huyện đến tham quan mô hình trồng cà chua thân gỗ đầu tiên ở huyện Đơn Dương. Tuy nhiên, từ giữa năm 2018 đến nay, thị trường cà chua thân gỗ tiêu thụ chậm, giá lại giảm mạnh. Thậm chí có những thời điểm cà chua thân gỗ không tiêu thụ được.
Hiện nay đầu ra của sản phẩm cà chua thân gỗ rất khó khăn, nông dân hết sức lo lắng. Vì vậy bà con rất mong muốn được các cấp các ngành chức năng của huyện và tỉnh Lâm Đồng quan tâm, giúp đỡ bà con tháo gỡ khó khăn đầu ra cho sản phẩm để bà con yên tâm trong sản xuất. Như hồi nãy thì Tuấn Anh có hỏi Thư Kiều ở đầu chương trình là Thư Kiều chỉ mới nghe về trái cây rừng chứ chưa nghe về tiêu rừng đúng không? Vâng, Tuấn Anh, và tôi cũng đang thắc mắc là cái vị của tiêu rừng thì ăn có gì khác với cái vị mà tiêu mình thường hay ăn hay không? Ngay sau đây Tuấn Anh xin giải đáp cho Thư Kiều cũng như là bà con và quý khán giả về loại tiêu này. Tiêu rừng hay còn gọi là mắc khén là loại cây thân gỗ mọc tự nhiên, có nhiều ở trên các cánh rừng vùng cao. Từ lâu loại trái này đã được người dân trong vùng làm gia vị ở trong các món ăn khá là thơm. Hiện nay đang đầu mùa tiêu rừng cho nên có thể hái cả ngày. Mỗi thành viên trong gia đình ở Nghệ An có thể hái được từ 30 cho đến 40 bó, tính ra thì cũng được hơn 500.000 đồng một ngày. Tiêu rừng được lấy về khi còn tươi xanh và được bó lại thành từng chùm. Tùy theo loại, chùm nhỏ có giá 5.000 đồng, chùm lớn 10.000 đồng. Tiêu rừng sau khi phơi khô được bày bán ở các tuyến đường vùng cao của tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm giữa tháng 10 trở đi, tiêu rừng bắt đầu cho thu hoạch. Đây cũng là lúc các gia đình rủ nhau lên rừng thu hái về bán cho các thương lái hoặc là khách qua đường. Bởi loại trái này chỉ xuất hiện trong thời gian vài tháng rồi rụng nên bà con tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Bình quân mỗi người một ngày có thể kiếm được tiền triệu từ tiền bán tiêu rừng. Với một nước thuần nông như Việt Nam, nông dân rất vui mừng khi có được sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và được thị trường ưa chuộng. Lúa gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực lâu nay, nhưng dù ở top 3 nước xuất khẩu gạo thế giới mà nhiều năm nay gạo Việt vẫn lép về chất lượng, thương hiệu lẫn giá cả. Nhưng mà từ bây giờ là sẽ khác rồi đó nha Thư Kiều. Bởi vì hiện nay chất lượng gạo Việt đang được nâng lên và giá gạo chào bán cũng cao hơn cả gạo của Thái Lan nữa. Ngành gạo được chính phủ đầu tư đúng hướng, đang sắp công bố logo thương hiệu gạo Việt. Theo kế hoạch thì lễ công bố sẽ được tổ chức cùng với dịp khai mạc Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 3 năm 2018 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Festival sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12 năm 2018. Ngoài điểm nhấn quan trọng là lễ công bố logo thương hiệu gạo Việt Nam, còn có các chương trình hội thảo như tổng kết chương trình bình ổn thị trường giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Thực trạng xâm nhập mặn và khô hạn, gạo sạch Việt Nam khẳng định vị trí vươn tầm quốc tế. Trong chương trình festival lần này còn có hội thi gạo ngon thương hiệu Việt. Ở khu vực hội chợ triển lãm sẽ bao gồm khu triển lãm trung tâm, nơi giới thiệu những thành tựu trong sản xuất kinh doanh lúa gạo Việt Nam. Kính thưa bà con và quý khán giả, doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản bền vững phải xây dựng được thương hiệu. Người nông dân muốn nông sản làm ra được công ty doanh nghiệp thu mua lâu dài với giá cao thì phải sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Vậy thì sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn chất lượng là như thế nào? Nó có thật sự khó như nhiều người vẫn nghĩ? Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được thương hiệu trái xoài ra sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Tháng 6 vừa qua, giá xoài tại Đồng Tháp thấp kỷ lục trong 7 năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân khiến giá xoài cứ bấp bênh là do chúng ta phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, một thị trường vốn dễ tính. Tuy nhiên, chính sự dễ tính ấy cũng khiến cho nhiều nông dân mình dễ dãi trong quy trình sản xuất. Cũng vì thế nên dù biết các thị trường khác như EU, Mỹ, Nhật Bản rất hấp dẫn, rất ổn định, giá cao, nhưng đa phần trái xoài mình không giới tới được do vướng tiêu chuẩn và chất lượng. Ngay cả thị trường nội địa, giá trị của trái xoài từng nơi, từng chỗ cũng khác nhau. Như hôm mùa rồi, 4,5-5 ngàn ký. Trong khi sản phẩm của tôi đầy đủ chất lượng, công ty mua 18, 20 ngàn, 20 ngàn ký. Cái đó là cái giá trị nó cao dữ lắm rồi. Xoài được thu mua với giá cao, nhưng hơn 3 năm qua cũng chỉ có 7 thành viên trong tổ hợp tác xoài Bà Két liên kết được với công ty. Trong khi đó, theo nhiều nông dân, sản xuất xoài theo yêu cầu, tiêu chuẩn của công ty đưa ra không khó. Quan trọng là bản thân người nông dân có chịu thay đổi hay không. Có thể thấy bên cạnh yếu tố cung cầu của thị trường, thì giá bán nông sản phụ thuộc rất lớn vào tiêu chuẩn chất lượng. Giá của một trái xoài sản xuất tại Nhật và một trái xoài sản xuất tại Việt Nam khác nhau thế nào, chắc nhiều người đều biết được. Tất cả được định ra từ tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm. Và giá trị ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy, số lượng hay chất lượng của bà con nông dân. Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp đã bắt tay với các doanh nghiệp để được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trái đạt chất lượng và liên kết với doanh nghiệp để mà đưa trái xoài lên máy bay đi các nước. Đây quả là một thành công lớn.
Còn nông dân trồng hoa ở Lâm Đồng cũng rất vui vì năm nay xuất khẩu hoa vượt kế hoạch đề ra. Riêng hoa tươi các loại ước xuất khẩu đạt 325 triệu cành, kim ngạch ước đạt khoảng gần 50 triệu đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngành hàng này còn nhiều khó khăn, cần nâng cao chất lượng hơn nữa. Theo đánh giá của ngành công thương Lâm Đồng, tuy kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa năm 2018 của tỉnh đều vượt kế hoạch năm, nhưng hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp có vốn trong nước nên đã gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là đối với hoa. Thêm nữa, từ đầu năm cho đến nay, do biến động về tỷ giá trên thị trường thế giới đã tác động đến kim ngạch xuất khẩu. Do đó, trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng cần nỗ lực bằng nhiều giải pháp để nâng cao giá trị, sản lượng các mặt hàng xuất khẩu, trong đó có hoa, sản phẩm thế mạnh lâu nay của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 661 triệu đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm 2018. Theo nhiệm vụ trong quý tư năm 2018 thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng sẽ tuyển chọn đơn vị xây dựng 10 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất rau hoa. Mỗi một mô hình có diện tích từ 500 cho đến 1.000 m2 và có 2 mô hình trồng dược liệu. Cụ thể, mỗi mô hình được lựa chọn triển khai theo quy mô nông hộ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp tại Đà Lạt và các huyện phụ cận sản xuất theo chuỗi giá trị. Tùy thuộc vào đối tượng cây trồng, mỗi mô hình sản xuất rau qua ứng dụng công nghệ thông tin để bón phân qua hệ thống nước tưới, kiểm soát độ ẩm của đất, không khí, nhiệt độ, ánh sáng. Còn lại, hai mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu sáu rừng dưới tán rừng, mỗi mô hình với diện tích khoảng 500 m2. Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới rừng quốc gia Pidop Núi Bà phối hợp với trường đại học Đà Lạt để triển khai hai mô hình này. Những nỗ lực sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao được nông dân Lâm Đồng triển khai trên từng mô hình có thể thấy lúc đầu còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng tương lai Lâm Đồng sẽ có nhiều hơn những mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại để học tập. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này. We'll be right back.